Mái trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi tự đồ nào? Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chép lên thơ vào những đêm sâu. Mưa rơi từng đêm mưa triền miên trên đường khuya, lòng ai thương nhớ vô biên. Yêu hương ngày đó nhưng nhìn em mắt hoen sầu, không nói nên câu xa từ. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua màu. Yêu chàng ngày đó nhưng tình ta vẫn chưa thành, khi nỗi sông còn điêu linh. Quý vị đang trở lại với video Test Mic chính hãng ETC DX-M10 cao cấp 2024. Mọi chi tiết mua hàng xin hệ số điện thoại hiệu audio 0374684491. Kính chúc quý vị một buổi chiều nghe nhạc hạnh phúc, ý nghĩa và bình an. Các bác là vì sao mà em mở cái volume nhạc nó nhỏ đấy, hôm nay em sẽ mở volume nhạc nhỏ và để tiếng mic nó đẩy tiếng lên để các bác nghe rõ về cái tiếng mic, chất âm của dòng mic chính hãng của ETC các bác nhá. Đó, đây là dòng mic cao cấp của ETC chính hãng với model của nó là DX-M10 các bác nhá. DX-M10 các bác nhìn ở phía trước thế nào, rất là sang trọng đây, đầu thu dập chìm luôn các bác nhá. Đây em thử cho các bác về cái chất âm khi mà không có nhạc này. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, trên thượng ngàn gió cuốn rung cây, dưới khe cá lặn chim bay về đàn. Chim khuya nguyệt lặn sao tan. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Các bác thấy thế nào? Chất âm quá hay luôn các bác nhá. Ở đây thì dòng mic ETC chính hãng. Đây em tắt cái tiếng cái mic đi một chút đã nha. Rồi em test chất âm chay cũng như là hôm nay em mở nhạc nhỏ để rõ rệt cái chất âm của dòng mic ETC này. Đó đây, các bác thứ nhất là đập vào mắt các bác hình thức phía trước. Đó, thiết kế rất là sang trọng, hai nút nhôm các bác nhá, mặt trước phay nhôm chống dỉ, chống xước. Đó, màn hình thiết kế cực kỳ sang trọng. Đây là thiết kế các bác nhìn có rõ không? Đấy, các bác nhìn quen không? Đấy, nếu các bác chơi âm thanh mà theo dõi những bên âm thanh nhiều ấy thì các bác hiểu là đây là thiết kế của những cái bộ giống FNC của nhiều hãng. Nó thiết kế theo kiểu nguyên combo loa vang mic đấy, đẩy đấy, nguyên combo như thế này đấy, dành cho những cái bộ dàn đồng bộ các bác nhá, đồng bộ đấy, thiết kế rất là sang trọng mic của nó. Đây thì ở đây thì nó sẽ có cả cái hai cái tai kim loại như này. Đấy. Hai tai kim loại nhôm. Các bác muốn bắt vào tủ hoặc là để đồng bộ với lại những con đẩy, con vang nhà các bác. Đấy thì bác nắp hai tai hai bên như này. Đấy, nắp tai hai bên. Đấy thì nó sẽ đồng bộ các bác nhá. Ở đây thì em để nguyên bản khi mà đập hộp hàng chính hãng của hãng. Đấy, đập hộp thì nó nguyên bản như thế này.
Đấy, mặt phay nhôm cực kỳ sang trọng, dập chìm ETC các bác nhá. Đây và hai tay mic của nó đây. Thưa các bác đây, thiết kế hai tay mic đây. Đấy các bác nhìn này, màu xanh ngọc. Đấy, màu xanh ngọc rất là sắc nét và đẹp luôn các bác nhá. Đấy, màn hình hiển thị đây. Đấy, em sẽ lấy nét cho các bác xem qua một chút này. Đấy, màu xanh ngọc cực kỳ sang trọng luôn và đẹp. Đó, quan trọng chất âm của mic này cực kỳ hát rất là hay các bác nhá, hát rất là lẩy tiếng. Đấy, giống như kiểu là nó bổ trợ thêm một chút phần gì vợt. Đấy, cùng với con vang để hát nó lẩy tiếng hơn. Và lẩy tiếng và nó không bị vỡ tiếng, nó rất là dày tiếng các bác nhá. Đấy, dòng mic tay hợp kim nhôm các bác nhá. Đấy. Chống rỉ, chống xước. Cầm cực kỳ chắc chắn. Và mic cao cấp này thì nó sẽ có các bác đặt xuống mấy giây ở đây này. Đấy, nó tự động nó cái chế độ tự ngắt nhá các bác nhá. Để đây mấy giây, tầm 5 giây là tự động nó ngắt. Nó không có tiếng nữa. Đấy. Để ở đây mấy giây, tầm khoảng 5 giây là nó không có tiếng nữa. Đây một mình em quay. Đấy, để không động vào đây nữa thì tầm 5 giây nó tự động nó ngắt luôn. Đấy, cho bác xem ở trên này đi cho nó dễ đây. Đấy. Nó tự động nó ngắt luôn các bác nha. Tự động nó ngắt tiếng luôn. Đấy. Chế độ cảm biến tự ngắt. Đấy. Riêng một đây. Các bác nhìn ở trên này vỏ hộp này, riêng vỏ hộp của nó thiết kế cực kỳ sang trọng rồi. Một bộ nó sẽ như này. ETC DXM10 nhá. Các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0374681191 nhá. Đấy, bọn em sẽ ship hàng toàn quốc và giá bọn em sẽ công khai giá ở cuối video nhá. Giá rất là mềm thôi. Giá rất là mềm nha các bác nhá. Đấy, các bác theo dõi một chút thì giá rất là mềm, hơn 2 triệu một chút. Đấy. Mà mic này thì thường thường thì các bác bỏ luôn qua luôn cái giá 2 triệu rưỡi, 2 triệu 8 đi. Rất là nhiều bên bán 2 triệu rưỡi, 2 triệu 8. Tương đương với lại dưới 3 triệu các bác nhá. Đấy, nhiều bên chất lượng âm thanh thì tương đương những mic dưới 3 triệu. Nhưng mà giá hôm nay bọn em bán rất là rẻ, hơn 2 triệu, nhỏ chút xíu nhá các bác nhá. Cuối video sẽ công khai giá cho các bác theo dõi hết video nhá. Các bác mua hàng thì nguyên thùng của ETC nó sẽ nguyên hộp như này. Riêng cái vỏ hộp nó thiết kế cực kỳ sang trọng rồi. Đó, đập hộp luôn. Đấy. Hai tay mic của nó đây. Hai tay mic đi các bác nhá. Hai tay mic hợp kim nhôm. Cực kỳ sang trọng. Đó, hai tai này. Hai râu này. Đấy, nguồn ở đây sẽ sử dụng nguồn adapter các bác nhá. Adapter như này. Đấy. Những cái con nào sử dụng nguồn adapter này. Đấy. Thì chất âm nó khác hẳn với những cái chiếc mà nguồn thường đấy các bạn. Nguồn rẻ đấy. Đây. Đây 6 ly chống năn. Đấy, mic đây nguyên bản như này. Ok chưa ạ? Đó, cực kỳ chất lượng. Đấy, và cái các bác giá là các bác bỏ qua cái giá 2 triệu 7 2 triệu 8 đi. Hôm nay bọn em bán giá sập sàn cho các bác 10 bộ đầu tiên. Mic ETC bán sập sàn cho các bác giá 2 triệu 200 nghìn đồng bao ship toàn quốc nhá. Các bác đặt hàng thì nhắn tin qua số điện thoại này giúp em này, 0374684491. Đấy, 0374684491. Nhắn tin qua số điện thoại giúp em. Chốt mic DXM10 ETC giá 2,2 triệu các bác nhá. 2,2 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Đó. 10 bộ đầu tiên các bác nhá. Còn 10 bộ từ 10 bộ thứ 11 trở lên bọn em sẽ về với giá cũ là tầm 2,6 triệu đến 2,7 triệu. Đấy. Nhiều bên đã bán 2,8 triệu đây. Chất lượng âm thanh cực kỳ hay, đẩy tiếng cực kỳ chuẩn, sắc nét các bác nhá. Đây, hàng chính hãng của ETC. Đó, sẽ bảo hành chính hãng, theo hãng luôn các bác nhá. Tem bảo hành điện tử đầy đủ hết nhá. Đây, sẽ quay ở phía sau cho bác xem một chút này. Đấy, lúc nãy em còn nắp nhầm dâu vào cái mic này đây này, nắp dâu đấy. Mic thực ra là nắp dâu vào thôi, không nắp dâu vào sóng nó vẫn ổn định. Đấy, lúc nãy em nhắp nhầm một cái vào đây. Đấy. Phía sau của nó đây sẽ có cả đường Canon cho các bác làm sự kiện nhá. Đấy, tách biệt chỉnh hai mic qua bản mixer hoặc là các bác cắm lỗ 6 ly gia đình. Đấy. Có hai volume chỉnh cho mic. Hai dâu ở phía sau đây các bác nhá. Ok chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Đây muốn cắm cái nguồn vào để nhìn cho nó đẹp. Ok chưa? Thiết kế cực kỳ sang trọng các bác nhá. Ở đằng trước này thì nó sẽ có cả nút để các bác hai bên sẽ có đèn IR đây để dò tần số đây. Đây vào đây thì nó có cái lớp chống xước ở phía trước này, các bác có thể là bóc ra này. Đấy, bóc ra như này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, sắc nét sang trọng nha.
Ở trên này nó sẽ có đầy đủ các chức năng là dò tần số này. Đấy, dò tần số, tăng giảm âm lượng thì ở đây rồi. Đấy, tăng giảm âm lượng ở hai volume hai bên. Đấy, dò tần số, set up lại tần số. Đấy, đầy đủ tất cả các chức năng các bác nhá. Đấy, dò tần số đây. Ok chưa? ETC DXM10 các bác nghe chất âm cực kỳ hay luôn. Đấy, những cái dòng dưới 3 triệu thì không thể đuổi theo cái này được. Em đang kết nối mỗi con mic này với một con vang bóng đèn E8000 Ultra cũng của ETC luôn, với lại một con đẩy của ETC. Đấy, sẽ có cái video full combo của ETC cho các bác nhá. ETC DK800 đây. Đấy, em đang test mỗi con vang này thôi. Vang này có hơn triệu này các bác này. Vang này đang khuyến mại có 1.750.000 này. 1.750.000 này, hơn 2 triệu một khuyến mại đây. Bởi vì là hãng ETC này bọn em đang đẩy làm chương trình đẩy giá, quảng bá chất lượng âm thanh cho dòng ETC. Đó, nên là đang có sự tài trợ giá tốt và bọn em đang giảm giá sốc để tăng tương tác các bác nhé. Để các bác tương tác. Đó, đây, cắm thẳng vào đây. Không qua nâng tiếng, không qua lọc xì gì hết. Chất âm nó quá hay rồi, ok chưa? Các bác hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh chúng em nhé. Để ra vài giây like video và đăng ký kênh nhé. Số điện thoại sẵn sàng của các bác 0374681491. Kết bạn Zalo giúp em nhé, 0374681491. Đấy, và các bác hãy chốt con bộ mic không dây ETC cao cấp DXM10, nhắn tin qua số điện thoại giúp em 0374681491, nhắn tin qua chốt mic ETC DXM10 nhá. Chốt ETC DXM10 sẽ được trợ giá 2.2 triệu nhá. 2.2 triệu bao ship toàn quốc 10 bộ đầu tiên các bác nhanh chân nhá. Ok, xin chào các bác ở video lần sau.